họ có thật sự hối hận vì hành động đã gây ra với bạn. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và chủ đề hôm nay sẽ dành cho các bạn muốn đánh giá lại mối quan hệ, xem thực sự cái người này họ có hối hận hay không. Và các bạn biết sự thật đằng sau cái câu chuyện mà họ đã gây tổn thương cho các bạn là gì. Và qua trải bài này, mình mong các bạn phải hiểu là cuộc đời này ai cũng phải chiến đấu để tồn tại, để có một thế giới riêng hết, và bản thân của họ mới hiểu. Bởi vì khi chúng ta hiểu được việc này, chúng ta sẽ không phán xét họ nữa và biết yêu thương bao dung cái người này nhiều hơn. Và mình chỉ nói theo thông điệp của trải bài, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và thông điệp trải bài chung sẽ dành cho rất nhiều người, do đó thông điệp sẽ có cực kỳ nhiều luôn. Mình hy vọng các bạn tiếp cận một cách cởi mở. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài này. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn trải bài. Và trong trải bài các bạn sẽ có những cái thông điệp mà phù hợp với các bạn. Và trải bài chúng ta sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên chúng ta có lá bài. Lá đầu tiên sẽ đại diện cho năng lượng tại sao họ và bạn chia tay, làm bạn tổn thương. Các bạn có lá bài quỷ sa tăng. Lá bài thứ hai là ở được thời điểm này, họ cảm thấy gì về những cái việc làm của họ. Thì chúng ta sẽ biết được là họ đang suy nghĩ và hiện tại của họ sẽ ra sao. Ở đây các bạn có lá bài 7 kiếm. Ta nói đúng là cái trải bài cho những tổn thương mà hai lá bài nó xấu, vô cùng xấu. Và lá bài cuối cùng sẽ là kết quả họ có hối hận khi đã gây ra những tổn thương cho bạn hay không. Đây là lá bài để xem thử xem cái người này thực sự hối hận không nha các bạn. Ở đây chúng ta có lá bài vô ly. Trời ơi, hay rồi nha, trải bài rất hay nha các bạn. Lá bài đầu tiên, nguyên nhân họ gây tổn thương cho bạn. Khi lá bài ác quỷ được xuất hiện, đây không phải là dấu hiệu tích cực. Bạn đã cảm thấy bế tắc và không hề hạnh phúc trong mối quan hệ này. Có lẽ chuyện tình yêu này, những cái ham muốn về thể chất, vật chất được đặt lên cao rất là nhiều so với việc khao khát hấu hiểu về mặt tinh thần. Khi gặp lá bài này trong một mối quan hệ, thì ta sẽ thấy một người nam và một người nữ bị xiềng xích dưới chân của lá bài này. Mà nhưng mà trong mối quan hệ này, cả hai bạn đều không hề khó chịu hay khổ sở và không ý thức được rằng những cái xiềng xích đau khổ đó bị trói buộc chính là do ảo tưởng, bởi tình cảm hai bạn được xây dựng lên không phải để hấu hiểu về mặt tinh thần, mà chỉ là cái sự ham mê về chủ nghĩa vật chất, về cảnh khốn cùng của ám ảnh tình dục. Trong tình yêu, khi lá bài xuất hiện, chỉ thấy nó là một trong những cái hình thức đau khổ hoặc là chán nản, một cảm giác bị ràng buộc và cầm tù thôi. Bởi chính cái ảo ảnh mà do hai bạn tạo ra, hai bạn làm nô lệ với nhau. Một người thì muốn kiểm soát người kia về mọi thứ, về thể xác, về tâm hồn. Một người bị lôi kéo theo những cái việc làm trái đạo đức. Cho đó họ đã làm cái gì đó trái đạo đức khiến cho họ trở thành một người thu hút và tận hưởng của linh hồn của ác quỷ. Và họ tận hưởng tới mức vô độ. Thật ra về tình cảm thì lá bài nó đại diện cho cám dỗ về tình dục, bởi vì nó khiến cho cái tình yêu này trở nên phàm tục và trần trụi rất là nhiều. Một người chăm chăm và thỏa mãn thể xác và đam mê tình dục, họ tự tin ngập tràn luôn, và họ không thoát khỏi sự hôn hút về cái việc này. Do đó họ muốn chinh phục, và họ càng chinh phục càng nhiều lần càng tốt. Họ bị con quỷ nó điều khiến họ phải có thật nhiều chiến tích để họ say sưa và tận hưởng. Mà họ đâu có ngờ rằng họ sẽ sớm hối hận về quyết định của mình. Còn bạn là gì? Bạn là thể hiện cho sự lệ thuộc, không thể thoát ra. Bạn cho phép mình bỏ lý trí qua một bên, tình nguyện tiếp tục ở trong mối quan hệ. Dù biết rằng cái vấn đề đang xảy ra, nhưng bạn lại không cam tâm từ bỏ nó. Thật ra cái hướng giải quyết là bạn cần phải phát triển mình trên con đường tâm linh để có thể dễ dàng hiểu được những cái khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi cái sự mù quáng khiến bạn xa lầy một cách rất là tệ hại. Hãy kiếm cho bạn một chỗ tin cậy về tâm linh. Nó sẽ kéo bạn ra khỏi cái vũng lầy này. Bạn hãy thận trọng hơn nha các bạn. Thật ra không có lá bài nào hay hơn cái lá bài ác quỷ để thể hiện về cái tổn thương các bạn khi này hết á. Lá bài thứ hai
sẽ là những gì của họ ở hiện tại, năng lượng của họ như thế nào. Thì ở đây các bạn có lá bài bảy kiếm. Bạn nào mà hay xem những trải bài của mình, các bạn sẽ nhận ra lá bài liền. Bởi vì nó là đại diện cho sự lừa dối và phản bội. Trong mỗi trải bài, mình đều giải thích rất cụ thể theo từng lá bài một. Các bạn nhìn vô, các bạn sẽ nhớ nó liền. Thì đây là lá bài đại diện cho sự cám dỗ và phải lén lút với người khác để cho mọi chuyện thỏa mãn dục vọng của họ. Một sự lừa dối phản bội có trong mối quan hệ này. Họ đến với bạn với cái tâm trạng là muốn lừa dối, muốn chiếm đoạt. Rồi sau đó họ bỏ trốn và họ hy vọng là bạn sẽ không biết chuyện này. Và sau đó họ lại bị cám dỗ và phải lén lút với một người khác nữa. Nó khiến cho tất cả mọi thứ rối tung lên hết. Bởi vì họ chỉ muốn thỏa mãn cái dục vọng của mình thôi, chứ không phải cái gì hết kìa. Họ bị ác quỷ lôi cuốn họ vào những cái chuyện mà phi đạo đức, muốn làm chuyện mờ ám sau lưng người khác để thỏa mãn tham vọng của mình. Sau đó họ gian lận bằng mọi cách để họ nghĩ là họ được đúng, bắt buộc họ đúng cho bằng được. Nếu bị phát hiện không còn cứu vãn được nữa thì họ sẵn sàng dứt áo ra đi, chạy trốn, không đối mặt với trách nhiệm, không dám nói lên sự thật của mình. Mình đảm bảo bây giờ các bạn cũng không biết tin tức người này như thế nào hết. Mà họ quên trên đời này luật nhân quả không có chừa được ai hết trơn. Giấy không thể gói được lửa, và hậu quả mà họ gây ra cho bạn tất nhiên sẽ nghiêm túc được đạo đức và nhân quả nó trừng trị họ. Điều này sẽ cắn ngược lại họ mà thôi các bạn. Thật sự cái người này là cái người hèn nhát các bạn ơi. Một người ngụy quân tử, một người không đáng để bạn phải để tâm đến đâu. Thật sự họ đã phải cố gắng phủi bỏ trách nhiệm của mình, dứt áo ra đi, thay vì họ phải đối mặt với nó. Mà họ làm cái việc này họ cứ nghĩ là họ ngon lắm các bạn. Họ tự tin và ngạo nghễ lắm. Họ chắc là mọi việc họ làm là đúng để thỏa mãn cái dục vọng mà. Bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, mà phát hiện làm mặt ê chề quá, tự bỏ bạn đi mà thôi. Thật sự cái người này mình thấy là một cái đạo đức không có, một cái gì đó để cho bạn phải suy nghĩ lại về điều này. Đừng để cho mình phải tin tưởng vào những cái mối quan hệ mà bạn có nguy cơ bị lợi dụng về mặt tình dục, về vật chất, hỏi gì cái đó mình không biết. Hãy chú ý với bất kỳ cái hành vi lén lút nào. Hãy tin tưởng vào bản năng của mình, hãy tin tưởng vào trực giác của mình. Hãy thận trọng và cảnh giác để mình không trở thành nạn nhân của người khác nha các bạn. Lá bài thứ hai nó sẽ đại diện cho rốt cuộc họ có hối hận hay không. Thật ra trong mối quan hệ này, hai bạn là mối quan hệ karmic, tức là mối quan hệ nhân quả đó. Bởi vì chúng ta đều cần phải học cái bài học giữa bạn và họ luôn. Bạn có bài học là cần phải biết nhìn nhận cái người để mình trao trái tim. Và họ là học cách để họ có thể vượt qua những giá trị đạo đức, trở thành con người tốt hơn. Mà để đạt được cái việc mà họ hối hận hay không là phải đợi cho họ phải trải qua thật nhiều sóng gió. Biết đâu là cái mối quan hệ thật sự im điềm, biết đâu là người tốt với họ. Thì cái việc này phải đợi cho họ lớn hơn các bạn. Bởi vì lá bài Vu Ly đại diện cho một nhân vật ở tuổi trung niên, khi mà đã trải qua tất cả những sóng gió của cuộc đời, họ phải trưởng thành hơn thì họ mới hiểu được là cái gì là tốt cho họ, cái gì là tốt cho người khác. Và cái việc này chỉ diễn ra khi họ đã trải qua những sóng gió cuộc đời, khi mà họ biết cảm xúc của họ, biết nghĩ sâu xa hơn về cuộc đời, nghĩ kỹ về những cái hành động của mình trước khi chia tay, thì đây họ mới thấy được cái sự yêu thương và cảm xúc sẽ giữ cho họ bình tĩnh lại để họ xem xét lại những cái gì đã làm tổn thương các bạn. Bởi vì khi mà họ lớn hơn, trưởng thành hơn, họ sẽ biết giải quyết một vấn đề không có tạo ra cái nghiệp quả cho bạn và cho người khác nữa. Mà để cái việc này được diễn ra tốt hơn thì chắc chắn cuộc đời sẽ dạy cho họ rất nhiều bài học mà thôi. Đến lúc họ cần phải chữa lành cho vết thương của mình, khi mà họ biết là họ gây ra những cái mặt tiêu cực tình cảm đó với người khác á, là họ cũng chính gây ra sự đau khổ chính họ luôn. Bài học muốn gửi đến họ là gì? Đó chính là họ phải biết bày tỏ cảm xúc của mình ra nhiều hơn. Họ dùng lý trí để kiểm soát tình cảm của mình rất là nhiều.
họ có xu hướng từ bỏ cái cảm xúc của bản thân để chạy theo cái nhục vọng của những cái ác quỷ điều khiển họ, khiến cho họ bị lạc lối và tất cả những cái gì bạn thấy bây giờ là tiêu cực không à. Họ không thấy được cái cơ hội để nhìn thấy hình mẫu lý tưởng cho tình yêu, đó chính là bạn. Thật sự mình rất buồn khi trải bài này diễn ra, nhưng mà sự nó phải đúng như vậy các bạn, nó không thể nào khác hơn. Và ở đây có một số bạn sẽ thuộc là cung nước là song ngư, cự giải và bầu cạp. Thì cái cung này là thiên về cảm xúc, nhạy cảm, dễ tổn thương mà hay gây đau khổ cho người khác lắm các bạn. Thấy họ yêu nhiều lắm, khi họ dứt áo ra đi là họ dứt áo ra đi cái một à. Họ mơ mộng lắm, nhưng mà rất dễ dao động, không nhất quán trong tình cảm luôn. Họ là người giàu cảm xúc, họ dễ yêu lắm các bạn. Đa sầu, đa cảm, suy nghĩ rất là nhiều. Và có thể các bạn thuộc cung khí như là Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử. Thì các bạn là những người yêu thích thực năng động lắm. Các bạn thể hiện sự thông minh của mình. Nhưng mà các bạn lại bị tình yêu lệ thuộc rất là nhiều, bởi vì bạn yêu cuồng nhiệt quá à. Do đó các bạn hãy trưởng thành hơn về mặt tâm thức nha các bạn. Và mình sẽ làm thêm cái trải bài những điều mà họ muốn nói với các bạn là gì trong buổi tối hôm nay, và các bạn nhớ đón xem ha. Tại vì mình chỉ làm video chừng 10 phút cho một video thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong trải bài tối nay. Rất rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến, và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.